làm từng khúc, hai len này, thằng kia này có hai len, bây giờ một len, nó làm từng khúc thôi, không phải lúc nào cũng có hai len bên một bên. Nè, nó vô một len này nè. Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. In the winter, we want to come through these arches. You get a white foam, beautiful. And then you get a real lot of water, the six pipes open, and at vortexes. It spins out like this. There's more rain. Just can't handle it. But the thing is, down here somewhere there's a lot of drones, because that whole thing creates a vacuum. People are always doing drones down here. So they send the drone in to get a photograph. And I've seen that. I had this guy now. He's got no good tools. Sir, I don't know what to do. What happened there? Yeah, so the wall was getting spread like every water fall. Dùng cao nguyên của Scotland. Cái này là cái wow, đẹp quá. Cao này, đẹp quá mà.
sẽ lên nữa nè. Đây em, nó sẽ lên nè. Sẽ lên quá trời. Đang trên cao nguyên ở Scotland. Xe nó vô luôn hả? Quá trời xe luôn. Ngủ chứ gì ngủ cái đầu. Là cần đâm hả? Đây là cái núi Ben Nevis. Mọi người ta sợ nhiều tới cái mức mà nó đánh luôn. Đẹp quá. Có nở ra màu tím lên nè, nó màu vàng xong lại màu tím ta, hay là hai màu hai cây khác nhau. Xe xuống rồi này cả nhà, tên nhóm chiếc xe đòn mới này, quá trời luôn.